Chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Studio. Đây là một video quảng cáo. Và cụ thể đó chính là quảng cáo về đợt sale đẫm máu đến từ Selfnet. Nhưng mà anh em từ từ đang tắt, tại vì là cái đợt sale này thì mình thấy rằng nó cực kỳ hấp dẫn và anh em nên tham gia để anh em có thể lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm cực kỳ hot với mức giá cực kỳ sốc. Và cụ thể như nào, chúng ta hãy bắt đầu video nhé. Nói qua về một chút về cái những cái đợt flash sale ở thị trường Việt Nam hiện tại thì mình thấy rằng nó khá là nhiều, nhưng mà để mà tìm ra được những cơ sở thì tìm ra được những cái hệ thống bán mà theo cái kiểu mà giảm giá thật ấy thì chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay hoặc thậm chí là đếm trên đầu ngón chân là hết rồi. Thì một trong số mà hệ thống mình thấy rằng có những đợt flash sale thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng đó chính là Selfnet. Và cụ thể thì cái đợt flash sale cuối năm này là cái đợt sale cuối cùng của năm, nên là mình thấy rằng đây chính là cái thời điểm vàng để anh em có thể lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm vừa là hợp với bản thân, vừa lại có một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho đến các bạn những cái dòng sản phẩm có mức giá giảm nhiều nhất và mình thấy rằng các bạn nên mua nhất. Đầu tiên đó chính là chiếc Mate 20 Pro với mức giá là 16.490.000 đồng. Giá gốc của em nó đâu đó vào khoảng hơn 20 triệu đồng, mà giá sốc của em nó chỉ còn 16.490.000 đồng, tức là lúc đấy anh em đã bớt được cho mình vào khoảng 5 triệu đồng. Quá là ngon đúng không? Và bên cạnh đó thì với 16.490.000 đồng thì mình hoàn toàn để khẳng định rằng đây chính là chiếc điện thoại đáng mua nhất của anh em. Nếu anh em cần một thiết kế rất đẹp, rất hào nhoáng, rất là giống với Samsung, mà chúng ta lại có thêm tai thỏ đến từ Apple, chúng ta có hiệu năng phần cứng cực kỳ khủng với con chip Kirin 980, bộ nhớ RAM cực kỳ khủng, chúng ta sẽ có hệ thống camera được đánh giá là đỉnh nhất của làng thế giới di động hiện tại. Tất cả hội tụ trong một cái sản phẩm có mức giá 16.490.000 đồng. Cực kỳ ngon đúng không? Bên cạnh đó thì anh em có thể lựa chọn phiên bản Mate 20 thường với mức giá thấp hơn. Chúng ta sẽ có cảm biến vân tay ở phía bên dưới này. Thì mức giá của em nó chỉ là 12.490.000 đồng, tức là lúc đấy nó đã giảm so với cái sản phẩm này là 4 triệu đồng. Đó. Thì đây cũng là một cái sản phẩm cực kỳ ngon. Tiếp đến thì anh em có thể lựa chọn một vài cái mẫu tai nghe hay là loa. Thì ở đây thì mình có thể giới thiệu cho anh em loa JBL Shark 3 với giá sốc chỉ là 1.990.000 đồng. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn một vài mẫu tai nghe như kiểu là tai nghe True Wireless X-Shock với mức giá giảm 40% chỉ còn là 1.490.000 đồng. Và ngoài ra anh em có thể lựa chọn cái chiếc Patron PBH400 hôm trước mình đã review ấy, giá sốc là 990.000 đồng, trong khi đó giá gốc của em nó vào khoảng 1.3 triệu. Đấy, thì anh em đã bớt được 400.000 đồng rồi, rất là ngon. Bên cạnh đó thì anh em có thể lựa chọn chiếc iPhone X phiên bản quốc tế, phiên bản VNA luôn, với mức giá là 21.600.000 đồng. Đấy, đây là một mức giá có thể coi là cao so với thế giới Android, nhưng mà đây là iOS, đây là iPhone, thì đây là mức giá cực kỳ ngon để anh em có thể lựa chọn rồi. Và ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn chiếc Galaxy S9 Plus như hôm trước mình đã chia sẻ anh em ấy, thì mức giá của em nó chỉ còn là 15.490.000 đồng, tức là nó sẽ rẻ hơn so với chiếc Mate 20 Pro là 1 triệu đồng. Vậy thì 1 triệu đồng chênh lệch như vậy thì anh em thấy sao? Anh em có lựa chọn một trong hai sản phẩm này không? Thì có thể chia sẻ thêm. Bên cạnh đó thì anh em có thể lựa chọn chiếc Honor Play với mức giá chỉ là 5.490.000 đồng. Thì mình hoàn toàn thể khẳng định rằng đây chính là chiếc điện thoại gaming phone. À, không phải là chuyên để chơi game đâu. Gaming phone có nghĩa là cấu hình cao ấy. Đây chính là chiếc điện thoại có cấu hình cao nhất anh em có thể lựa chọn trong phân khúc giá 5.490.000 đồng để anh em có thể mua về chơi game. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn chiếc Nokia 106 giá cực kỳ rẻ, chỉ là 99.000 đồng. 99.000 đồng thôi nhá, một chiếc điện thoại future phone. Và ngoài ra thì để có thể săn được đợt flash sale này ấy, thì Selfnet sẽ bán ra vào hai khung giờ chính, đó chính là 10h đến 12h và 14h đến 16h hàng ngày, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12. Tức là ngay khi video này đang diễn ra ấy, thì anh em phải click trực tiếp đường link ở phía phần mô tả ấy, để đến với Selfnet. Anh em sẽ có nhiều cái phần quà, nhiều cái sản phẩm khác nhau để anh em có thể lựa chọn. Và đây, trên đây chỉ là một trong những số cái sản phẩm mình thấy rằng nó hấp dẫn để anh em có thể lựa chọn thôi. Còn rất rất nhiều sản phẩm khác, anh em có thể là thay pin iPhone này, rồi thì có cả phụ kiện rất nhiều, pin dự phòng, nên ngoài ra nhiều lắm. Nên là anh em có thể click trực tiếp đến ở phía phần mô tả nhé. Còn video quảng cáo của mình đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. 16.490.000 đồng, cực kỳ ngon đấy.